Ủa, cái bàn này có cái gì đâu mà sư phụ nhìn dữ vậy trời? Ừ ha. Ủa, trên trần nhà có cái gì đâu mà sao sư phụ cứ nhìn hoài vậy? Ừ ha. Thôi, sư phụ. Sư phụ nãy giờ sư phụ có nhìn dưới nhìn lên, mà sư phụ có nghĩ ra cái cách gì chưa? Chưa. Ta cổ rồi. Cái gì sư phụ? Con xin ông ạ, ông làm ơn cứu em con đi ông ơi. Con xin ông mà, ông hãy chỉ cho tụi con tới cái vùng đất phép màu đó. Ngươi có tin ta không? Dạ con tin. Vậy thì ta sẽ giúp ngươi. Dám lại gần luôn. Không dám đụng vô kìa. Không thử. Ông không sợ tụi con sao? Ta đắc đạo rồi. Ông sợ lây hết ta. Tại sao ta phải sợ? Ta mới vừa ở vùng đất có linh khí về mà, thì ta không có sợ bệnh nào hết. Bệnh nào cũng có thể chữa được hết. Dữ dằn vậy ta. Nói được biết làm được không nữa. Nè, bây giờ hai con hãy theo ta. Ta sẽ dẫn hai con tới vùng đất đó. Hai con chỉ cần ngồi thiền chừng nửa buổi thôi thì chuyện gì cũng sẽ tiêu tan hết. Dạ dạ tụi con theo ông. Nào đi theo ta, đứng lên. Đi thôi. Đi. Sao mà kệ tụi nó luôn rồi. Thôi đó. Giỡn được quá rồi. Không biết là cứu được hay không nữa. Bằng với hai đứa nhỏ. Hai cái miếng đất mà. Hai miếng sang thôi. Đồ điên không? Vậy mà mọi người cũng tin nữa. Vậy thêm. Xem hết đi. Ừ. Tôi cũng muốn đi chơi thử lắm đó. Đi 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 đi. Quan sơ vẫn biết đâu trời nhỏ này nó hên lắm đó. Bình thường nhưng mà bình thường. Rồi tới rồi, bà con hãy dừng chân. Đây là vùng đất địa linh, tiên Phật thường giáng thế. Ủa thường mà. Đúng rồi. Đâu có gì đâu. Cái gì đâu? Đâu có gì đâu trời. Ở chắc là bị dụ nữa. Thấy bình thường. Mọi người hãy bình tĩnh. Cái chuyện gì xảy ra cũng phải có thời có khắc của nó. Bây giờ mời mọi người hãy nhìn lên đây. Thấy gì không? Có thấy gì đâu? Có thấy gì đâu? Nhìn tới chừng nào? Lời con mắt luôn cũng thấy gì không? Nhìn hoài vậy hả? Các người phải bình tĩnh. Thì bình tĩnh hả? Thấy gì đâu? Các người đã thấy chưa? Thấy rồi. Tôi nói đây là dùng linh thiêng mà các người không tin. Đúng là thiên long rồi. Đúng là ngài đã chọn nơi này chắc thế. Thấy rồng vàng xuất hiện chưa? Thấy rồi. Tức là nơi đây là đất long mạch nè. Trời ơi, có long mạch á thì đồng mới chắc thế. Đất này là của nhà thằng Đạt. Sao họ may mắn quá vậy? Vậy là sẽ có nhiều người đổ xô tới mua đất nhà thằng Đạt cho coi. Đúng rồi. Coi như là hết cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai rồi đó. Nhìn kìa. Đó chính là dãy của rồng vàng rớt xuống đó.
Ê, là dân thiệt bà con ơi. Dân thiệt luôn hả? Dân thiệt á. Là dân thiệt hay quá hả? Tôi giữ luôn nha. Đồng gia nó ban lộc cho chúng ta. Duyên Tiên Tỷ Định 20 giờ buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.